Nói ở đây á là thông tin con của ông Ba Que cho mình. Ở đây ổng là Ba Que chính hãng, hàng ngày ổng đi ra cầm cờ ở ngoài Phước Lộc Thọ, ở chỗ phố Bô Sa Cali á. Con của ông lúc nào cũng phản đối ông. Năm qua anh qua năm 14 tuổi, ổng bảo lãnh anh qua năm 14 tuổi là phản đối ổng rồi. Ổng đòi bỏ anh năm 14 tuổi rồi, nhưng mà lúc đó anh 14 tuổi, anh không dám đi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà là chết gì chỗ đó. Ông phải nhịn nhục. Ông phải nhịn nhục đàn ông cố gắng lớn lên đàn ông. Ổng có tiền, ổng có tiền, có nghề, có nghiệp. Ha. Tới ngày hôm nay là anh 47. À, coi nhiêu 41. Nhiêu 41 rồi. Anh năm nay ảnh 48 tuổi rồi. Hôm nay ảnh có nghề có nghiệp hết rồi. Hắn có vợ có con rồi, không còn sợ ba ảnh nữa. Cho nên những cái gì ba anh là Ba Que, còn ảnh là vẫn là người con yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ba ảnh là ba ảnh. Ảnh vẫn vạch mặt vạch âm mưu của đám Ba Que tại Cali, và những thông tin ảnh gửi đến cho Nhiên là những thông tin chính xác. Cho nên những con người nào mà bước xuống đường ngày 2 tây tháng 9 là đi tù. Các người biết tại sao đi tù không? Các người đi tù thì Ba Que ở Cali nó mới có tiền, hiểu không? Cái đám mà Ba Que, cái đám mà đi xuống đường 2 tây tháng 9 đi tù thì cái đám ở bên Cali, đám già bên Cali và cái đám mà lên clip hàng ngày nó mới có tiền nó ăn. Còn những con người mà họ mà đi xuống đường, những con người mà đi lên đây mà phản đối nhà nước này kia kia nọ, ha, những con người mà không đi tù ở trong nước này, không đi tù thì Ba Que bánh không có tiền ăn, hiểu chưa? Những con người nào muốn đi xuống đường phản đối, ha, muốn khủng bố đảng nhà nước thì đi tù, thì Ba Que nó có tiền. Tại vì sao? Ba Que nó kêu gọi mà. Ba Que nó kêu gọi xuống đường thì những người mà thiếu hiểu biết xuống đường phản đối nhà nước, mà phản đối chống lại đảng nhà nước, rồi chống lại đảng nhà nước, rồi khủng bố. Chính ai kêu bắt? Tại sao bắt Nguyên Ổ? Chính ai bắt biết không? Tại sao đảng nhà nước và công an biết không? Chính những thằng Cali, những thằng già Ba Que ở Cali nó kêu các người và con Mi Musa và thằng Tăng Thái Bê Ni Chương, nó kêu các người xuống đường, đúng không? Và những âm mưu của các người bao nhiêu tên ha? Các người có mã số luôn ha? Mã số thằng A, thằng A, thằng B, thằng C, tên thằng A đi, mã số là 238 thì mã số đang chi lấy tiền. Mỗi thằng mà đi xuống xuống đường để muốn lật đổ cộng sản là có mã số đó. Thì ở bên Cali bển những cái đám mà lên clip đó, nó biết hết là ngày đó có bao nhiêu người đi xuống đường. Bắt đầu nó báo cho an ninh, nó báo cho công an Việt Nam bắt các người ngu lắm. Rồi các người khi đi tù á, những cái thằng ở bên Cali á, những cái thằng ở bên Cali á, bắt đầu ra nó khuyên góp những cái thằng mà đi 1975 á, đi 1975 nha, trước á nó hận cộng sản á. Bắt đầu khuyên góp mấy thằng đó đó lấy tiền. Những cái thằng đầu đảng đó, nó lấy tiền của những cái thằng mà ăn tiền trợ cấp đó, đang hận cộng sản đó. Lấy đứa 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng gom lại ăn chi, nó gửi về cho mấy thằng tù chính trị, tù gì, tù nhân lương tâm ha. Với cuộc mấy thằng tù nhân lương tâm đâu có ăn, ăn cái nào đâu. Mấy thằng tù nhân lương tâm nó có ăn, mà chính những cái thằng mà ở bên Cali nó ăn ha. Tao nói cho những cái đứa mà đi kéo biển tình nghe nè, cái âm mưu thâm độc của những cái thằng mà Cali, những cái thằng Cali á, bên Cali á, những thằng già bên Cali nó rất là âm mưu thâm độc, tao nói cho chúng mày biết. Còn khi mà lên clip lên đây á, mà chữ như con Lisa Phạm, hay là con Trăng Lê, hay là thằng Bê Ni Chương, hay những cái đứa khác mà chửi mà có văn bản, chửi mà phải viết vô văn bản, nghiên cứu lại chửi, rồi phải đọc tới đọc lui 5-10 lần cho cái văn bản nó lưu lót rồi mới cầm, một bên cầm trên văn bản như nè, mới chửi lưu lót được, tụi bay biết không? Thì bay bỏ ra một cái văn bản nó bay đọc tới đọc lui bay hết ngày rồi ha, hết một ngày rồi. Đầu bay lên trên clip á, bắt đầu tối 7 giờ bay lên bay chửi thì bay có tiền, bay hiểu chưa? Những cái đám như con Ly Sa Phạm hay là con Trang Lê
nó chửi những cái bài viết đó, là nó chửi có tiền, một bài vậy là chửi phải có tiền. Chứ ở đây nó mà đi chửi vậy nó đâu có còn thời gian đâu mà nó đi lên đây nó giũa móng, nó giũa neo vậy. Cái nghề của nó là cái nghề chửi, tụi bay biết không? Và cả thằng Tăng Thái bên bên này Trương nó cũng chửi những cái đó, là nó đi chửi là có văn bản để nó có tiền. Anh chào anh Đỗ On, chào Mai Dương, chào anh Bằng Nguyễn đấy, tụi bay biết không? Chửi là nó chửi có cái văn bản, nó viết văn bản ra rồi nó thuộc cái văn bản nó 5 10 lần rồi nó mới lên nó chửi. Tụi nó ở bển là chửi, là chửi mướn, là ai mướn, là những cái thằng đám Việt Tân mướn. Đám Việt Tân nó muốn lật đổ cộng sản, là những cái thằng mà đi 19 tụt quần đi 1975 đó. Là bây giờ nó thành lập đảng Việt Tân, đảng chính phủ lâm thời đó đấy, nó muốn lật đổ cộng sản đó, tụi bay thấy không? Thì những thằng đó đó nó khuyên góp tiền, nó kêu gọi cộng đồng ở bển, nó cộng đồng mà những cái thằng mà những cái thằng mà đi 1975 ăn tiền trợ cấp, nó khuyên góp nhau mới mới mướn con Lisa, con Trang Lê chửi có bài có bản, chửi phải viết bài ra chửi, tụi bay biết không? Cho nên những cái đứa nào mà đi 2 tây tháng 9 đó, là cũng cái âm mưu thâm độc của những cái đám ba que già ở bên Cali. Ở đây những gì ha, những gì tao nói cho những cái đứa ba que, những cái đứa mà dâm chủ cuội, bọn chúng mày ngu lắm, bọn chúng mày ngu lắm, tụi mày là những cái đứa mà chết thế cho những cái thằng bên Cali. Ở bên Cali là cho những cái đám Việt Tân và cái đám chính phủ lâm thời, tụi bay biết không? Và cái đám chính phủ và đảng chiều đại Việt đó, chúng mày ngu lắm. Chúng mày là cái người, là cái con chốt thế thân cho cái đám bên kia ha. Chúng mày mà đi tù á, nó ngồi bệnh nó cười nó nhịp giò, nó cười nó nhịp giò nó rồi á, mà nó còn có được tiền nó ăn nữa. Tao nói cho cái đám mà cái đám muốn đi đi kéo biển tình á, tao không biết ngày nào tụi bay đi kéo biển tình, lấy lòng là bị kéo biển tình tao không cần biết, nhưng tụi bay là cái đứa ngu, cái đứa bị lợi dụng, tụi bay bị hiểu chưa? Hả? Cái đám ba que chúng mày á, tao nói cho mà biết nha, nghe không? Tao cảnh tao tao nói cho cái đám ba que chúng mày biết như thế đó. Chúng mày ngu thì đi xuống đường, tao không cần nói, tao không khuyên chúng mày. Tao chỉ biết thông tin con của ông ba que đưa thông tin cho tao, và anh chị em ở bên bển, ở bên chỗ Cali Phước Lộc Thọ, chỗ phố Bô Sa đó ha, cho tao biết những thông tin đó, là cái lũ của chúng nó, tao gọi là cái lũ chống cộng già bên đó, tao gọi cái lũ chúng nó đang lợi dụng chúng mày đi xuống đường. Đặng chi chúng mày xuống đường bao nhiêu đứa đi như thế nào, mà tại sao công an an ninh biết hết? Chính chúng nó kêu tụi mày xuống đường, chính chúng nó cũng báo cho an ninh bắt luôn, bắt chúng mày luôn khi chúng mày đi vô tù. Thì nó ngoài nó có tiền nó ăn chứ, tiền trợ cấp của nó có 600 700 đô đâu có đủ ăn, tụi bay hiểu không? Cái đám ba que ngu, cái đám dâm chủ cuội trong nước tụi bay ngu, bay ngục quá đi ha. Rồi tao nói cho chúng mày biết, chúng mày chưa có đi qua nước ngoài, chúng mày nó ở Mỹ là sung sướng lắm, ở Mỹ sung sướng lắm, chúng mày sai lầm rồi. Nước nào cũng có người giàu người nghèo, nước nào cũng có lũ lụt hết, hiểu không? Tụi mày mà đi bước chân tới nước nào cũng vậy, tụi mày phải làm mới có ăn. Ở Việt Nam cũng vậy, chúng mày đi làm mới có ăn, chứ chúng mày đi qua bên Mỹ đâu phải nằm ngửa ra trời sung bụng mà có ăn, đâu có, bên Mỹ đâu có sung đâu. Chúng mày đừng nghĩ là đi qua bên Mỹ là tiền trên trời rơi xuống, không có. Chúng mày nghĩ nè, cái lũ mà bao que bên bên Cali á ha, buông ra nó tài nó giỏi, nó buông ra nó đòi lật đổ cộng sản. Lúc nào nó đòi lật đổ cộng sản á, mà cái lũ dâm chủ cuội chúng mày muốn bước xuống đường á, chúng mày mà nghe lời nó thì chúng mày nên nhớ rằng nó đi qua bên Mỹ á, là năm 1975, năm nay 43 năm rồi, là những cái thành phần mà những cái thằng chống cộng già đó ha, là nó đi 43 năm rồi.
ha. Rồi còn những đứa mà đi năm 85 nữa là như thằng Benny Trương hay là thằng Tấn Thái rồi đó, hay là con Mimu Sa mới đi gần gần đây á, tụi bay thấy nè ha, tụi bay thấy nó có thành công không, tụi bay nó thấy nó có hơn những người trong nước không hả? Nó sống nó đang ảo tưởng, nó mặc cái một bộ đồ đẹp lên ha, mặc một bộ đồ vest lên, nó trang trí lên trên người nó là mặc bộ đồ vest ủi thẳng thớm lên là tụi bay nói nó giàu có. Nó làm cái mã bề bên ngoài thôi, nhưng mà thật sự nó thua những người, nó nghèo thua những người trong nước mình. Ngày xưa năm 19 đảo 1995 đảo gì trước á, gì ta, Việt Cộng ở trong nước mình á, gọi là bà con người dân trong nước mình á, quần chúng nhân dân mình á, là nghèo hơn nó. Năm 1995 đảo gì trước á, là người dân mình nghèo hơn cái đám ở bên Mỹ sau 1995. Mỹ nó mở cửa cho cái đất nước Việt Nam mình được mua bán ra nước ngoài, thì cho nên đất nước mình bây giờ phát triển và những con người ở Việt Nam trong nước, người dân Việt Nam trong nước giàu hơn những cái thằng ở, cũng như là thằng thằng Tăng Thái ở bên Nha Trương, hai thằng gì, hai thằng gì, hai thằng David Lay buông ra nó lên, nó nói tài, nó nói giỏi, nhưng mà thật sự nó tới bây giờ nó đi qua bển 30 năm nó còn trả tiền góp nhà, nhà nó góp chưa xong, 30 năm mà nó góp chưa xong ha. Rồi xe nó góp chưa xong luôn, vậy mà nó tài chỗ nào mà nó đòi lật đổ cộng sản? Trước nhất nó muốn lật đổ cộng sản là nó là người giàu hơn những người trong nước, nó làm ăn giỏi, nó giàu hơn những người trong nước, đặng chi nó làm kinh tế giỏi, đặng nó lật đổ cộng sản thì mình phải học hỏi những cái cách của nó làm giàu thì mình phải học hỏi cái kinh tế của nó, phải không? Nó muốn lên làm đảng nhà nước, nó muốn đa đảng thì làm đảng nhà nước mình thì nó phải giỏi, nó phải giỏi, mình phải học hỏi nó. Còn cái này nó kinh tế nó dở, nó đi giũa móng, nó đi giũa từng cây móng, nó trả nhà góp từng hàng tháng, nó trả nhà xe từng hàng tháng đó, cho nên nó làm sao nó tài giỏi được. Chúng mày làm kinh tế phải giỏi, chúng mày phải đi qua đó, cộng đồng là cái đám của cái 1975 chúng mày đi rất là đông, thì những cái thằng Việt Nam Cộng Hòa ngụy chúng mày đi qua đó đông như vậy thì chúng mày phải mua được một cái tiểu bang Cali đó. Và sao nữa, chúng mày mua được tiểu bang Cali đó rồi thì chúng mày mới nói được, những người dân người ta mới nghe chúng mày, hiểu không? Nghe chúng mày rồi á, chúng mày phải tạo công ăn việc làm và phải bảo vệ những người công dân Việt Nam đi qua bên đó, kiều bào qua đó, những người nghèo vô gia cư, chúng mày phải bảo vệ những người đó. Con này chúng mày làm kinh tế chúng mày dở, để cho những người vô gia cư ở bên đó đi bán báo dạo rồi nằm ở dưới giả cầu dạo ha. Như vậy mà chúng mày sao, vậy sao chúng, vậy chúng mày làm như vậy làm sao chúng mày được mà lật đổ được cộng sản?